dậy đi chứ. Ba, mình còn phải về nhà nữa. Cứu với. Có ai không? Có ai không? Cứu. Simba, con đã làm gì thế này? Có một đám linh dương đầu bò và ba con đã cố cứu con. Là một tai nạn, con không hề cố tình. Tất nhiên rồi, tất nhiên là con không cố tình. Không ai muốn những chuyện thế này xảy ra cả. Nhưng nhà vua đã chết. Và nếu không phải vì con thì ông ấy đã sống. Ôi, mẹ con sẽ nghĩ thế nào đây? Con phải làm gì bây giờ? Chạy đi, Simba. Chạy đi, chạy thật xa và đừng bao giờ quay lại. Giết nó. Nó kia kìa, nó kia kìa. Thì đi mà tóm nó. Làm gì có chuyện tao chui vào đó? Sao, mày muốn tao giống như mày hả? Mông đầy gai. Nhưng tụi mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Đằng nào ra ngoài đó thì nó cũng chết thôi. Nếu nó quay trở lại, chúng ta sẽ giết nó. Phải rồi, nghe thấy chưa? Mày mà quay trở lại, bọn tao giết.